Xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở khu vực Hà Đông các bác nhá. Chỗ này cách xa Hà Nội lắm, mười mấy hai chục cây lận, đi mất khoảng gần một tiếng đồng hồ mới lên được thành phố Hà Nội, lên được trung tâm Hà Nội đấy. Thì trên dù đang ở khu vực này thì tôi muốn giới thiệu cho các bác một cái dự án mà nằm ngay trên trục đường Tố Hữu này luôn, và giao với trục đường Tố Hữu Lê Trọng Tấn đấy, đó là khi dự án The Spark. Cái tên của nó chính thức như thế nào thì các bác vui lòng xem ở đầu video nhé, vì tôi vẫn chưa biết thực sự rõ tên của dự án này như thế nào, vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Thì các bác có thể nhìn thấy ạ, đây là cái đường vào khu này này các bác đấy, thì chúng ta chạy ở phía ngoài thôi nhá, một xíu nhá. Đây là khu chung cư, thì toàn là chung cư theo kiểu cao cấp thôi nha các bác, không phải là chung cư rẻ tiền đâu. Chung cư này là Parkview Residence. Park City kiểu như là The Park đấy. Khu đô thị này thì chủ yếu là tập trung là xây vào hệ thống chung cư nha các bác. Phía sau nó thì có thể là sẽ có một vài cái biệt thự nữa đấy. Thì chúng ta sẽ tới cái cổng vào của nó đây. Đây, cổng vào của khu đô thị The Spark. Là cái khu biệt thự các bác nhá. Thế này là khu biệt thự, mà khu biệt thự thì hiện tại người ta chưa xây cái gì ở cái khu biệt thự này cả. Nói chung là mới chỉ là hình thành lên cái này thôi, đào đất lên thôi, trồng cây đào đất rồi là làm đường thôi. Còn thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có cái gì hết, chưa xây được cái gì cụ thể cả. Có được trồng mầm non Lê Quý Đôn đây rồi các bác nhỉ. Cây cối thì hầu như là vẫn chưa có cây gì cả, người ta mới đào lên để người ta trồng thôi. Còn cây cối thì hầu như vẫn chưa có cái gì. Khu đô thị này thực ra thì nó cũng không lớn lắm, nên gọi là khu dân cư thì đúng hơn. Nhưng mà thực sự quá ấn tượng, quá dữ dội luôn. Các bác coi cái hệ thống chung cư của chỗ này này, 10 cái block phải 10 cái block, và block nào cũng to hoành tráng như các cái chung cư. Cái chung cư khác mà chỉ cần một cái block đấy là nhìn đã ớn rồi. Ở đây chung cư đến tận 10 cái block to ác chiến cháy như thế. Đây đây được trường mầm non, thì mầm non thì các anh chị nào, gia đình nào mà có con ấy ở khu vực này ấy thì có thể gửi con ở đây. Thì trường nhìn nó cũng rất là hiện đại luôn. Nhìn cũng khá là đẹp đấy. Văn minh đấy. Khu này thì đang trong quá trình hoàn thiện các bác ạ. Các cái trụ đèn này vẫn còn mới toanh máng, trụ đèn này còn mới cống. Dưới này như có trường tiểu học gì các bác này. Thì ở khu này tương lai là chắc sẽ hình thành nên một khu biệt thự đấy. Còn ở Hà Nội thì tôi hầu như tôi không thấy người ta treo bảng bán đất nền gì cả. Có thể lo do văn hóa. Ở Sài Gòn thì các bác sẽ đầu tư đất nền, mua đất nền về rồi các bác tự xây. Nhưng mà ở Hà Nội thì các bác chỉ mua theo mẫu thôi, mua nhà theo mẫu thôi. Đấy. Hiện tại thì buổi chiều rồi, gần 3 rưỡi chiều rồi, trời nắng chang chang. Tôi đã cố gắng những cái dự án cuối cùng ở Hà Nội đấy. Sau đấy thì nghỉ dưỡng một xíu, sau đó đi về lại Sài Gòn thôi.
Đấy, đây đây có cái trường, chắc là trường trường tiện trường tiểu học. Trường tiểu học này cũng to các bác ạ, nhìn nó cũng rất là hiện đại luôn, có khuôn viên, có ấy chứ cả, nhưng mà tất cả đều là mới xây hết, mới xây lên. Trường tiểu học Lê Quý Đôn. Thường thường thì những cái trường nào mà có tên là Lê Quý Đôn thì rất là khủng đấy nhá. Thì đây là khu đô thị mới Dương Hội rồi. Thì đây là một dự án The Spark nằm trong cái khu đô thị mới Dương Hội này. Khá là to đấy, to lắm. Bên phía mấy cái chung cư bên kia này kìa. Đây, trường nhìn cũng đẹp đúng không? Đấy thì tôi chỉ là chạm vào cái dự án này một xíu thôi. Tương lai nếu có cơ hội, nếu nó hoàn thiện đẹp hơn thì tôi sẽ quay trở lại, tôi quay một lần nữa cho các bác. Nhưng mà cũng là lâu đấy, cho nên các bác cứ tham khảo cái video này nhé. Nếu mà các bác tìm được cơ hội đầu tư ở đây thì tôi nghĩ là cũng khá là tốt. Vì nếu mà ở Hà Đông thì khu này cũng gọi là khá là trung tâm rồi. Cách Hà Nội tầm khoảng mười mấy hai chục cây, đi khoảng một tiếng đồng hồ ấy. Bên này có mấy cái dự án chung cư cũng ác liệt đấy, bên kia cũng thế này. Thôi đi ra các bác nhé. Nếu bác nhìn mấy chung cư nó ác liệt không? Dài khủng khiếp luôn. Chung cư nhiều tiền đấy, cao cấp. Ở Sài Gòn là cứ thuê 8 tháng mấy chung cư kiểu mà xây như thế này là tháng cứ 8-10 triệu, 15 triệu một căn thuê thôi nhá. Còn giá mua phải 2-3 tỷ. Còn ở đây thì chưa rõ mức giá cụ thể như thế nào. Đây là khu chung cư đấy các bác. Đấy các bác nhìn rõ không? Tôi chạy chầm chầm lại cho các bác xem đấy. Bên trong đẹp. Choáng luôn, dài khủng khiếp chưa. Thôi đi ra. Khiếp. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi đấy. Hy vọng là các bác sẽ là có được những cái thông tin thú vị với video này, có thể nhìn được tổng quan cái dự án này như thế nào. Chạy qua thử bên này coi nhỉ. Mát rượi này, ở đây mát rượi này. Đang nắng mà đứng đây cái là mát này. Thịt thế. Đây tầng hầm. Rồi, đi ra thôi. Đây có xe buýt này các bác. Khu đô thị Dương Nội.